Trong tiến trình toàn cầu hóa, ngôn ngữ là kỹ năng cần thiết để hội nhập. Với 25 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, tổ chức giáo dục ILA đang cải thiện chương trình giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng ngôn ngữ cho học viên. Hiện ILA có 51 trung tâm tiếng Anh trên cả nước với chương trình giảng dạy dành cho các độ tuổi từ 3 đến 16, luyện thi IELTS, SAT và Anh văn người lớn với cơ sở vật chất hiện đại, sử dụng 100% giáo viên nước ngoài. Tại ILA, học sinh sẽ được học chương trình học qua chơi, học qua dự án, giúp giỏi 6 kỹ năng của thế kỷ 21, gồm thuyết trình, sáng tạo, phản biện, hợp tác, công nghệ 4.0 và tự hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, học sinh còn có cơ hội tham gia các kỳ thi Anh ngữ hàng đầu như Speak Up, với giải thưởng là những chuyến du học Mỹ. Mục tiêu của ILA là nhằm đào tạo một thế hệ không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi, mà còn góp phần thay đổi thế giới, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.